Hôm nay là anh em trong team xuống hỗ trợ cô Hòa là mẹ của bạn Tường khai trương tại điểm đá của Bắc Ninh. Chào Việt nha. Trong cái không khí ngày khai trương ngày hôm nay thì rất là tưng bừng. Đó, anh em đã thấy rằng là với cái mô hình chỉ chúng ta chỉ cần có 1m2 thôi, cộng thêm có một chiếc loa kéo và hai cái Stanley và một số cái dụng cụ để pha chế như bình trà, là chúng ta đã có một cái mô hình kinh doanh kết hợp rất là tuyệt vời rồi. Thì mọi người thấy rằng là với những cái mô hình chúng ta chỉ cần 1m2 thôi, rất là cơ động, rất là linh hoạt để di chuyển tới những cái nơi mà gần khu dân cư, gần trường học, để chúng ta có thể là bán hàng, phục vụ khách hàng của mình những ly cà phê, trà sữa rất là thơm ngon rồi. Để xuống đồng hành hỗ trợ cùng với tôi trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở đây là cực kỳ rất là đông, đông quá, quá là đông luôn ấy. Đó, trong cái không khí anh em xuống tích trực hỗ trợ bán hàng. Đó, khách hàng này đã mua cho mình 4 cốc trà sữa trân châu đường đen. Đó, anh em chúng tôi luôn luôn đi đồng hành cùng với nhau, hỗ trợ cùng với nhau. Đó, chương trình đồng giá chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, nên bạn cần phải nhanh chân như một vận động viên để cấp quốc gia King Tom Milk Hot. Đấy, một người khách hàng rất là tuyệt vời đã xách trên tay những cái túi trà sữa rất là nặng rồi. Vâng, cảm ơn anh nhá, anh uống ngon, giới thiệu bạn bè giúp em nhá. Ok. Đó, và tại điểm bán thị trấn Quế Võ trong buổi chiều ngày hôm nay, anh em chúng tôi sẽ triển khai 3 điểm bán. Bởi vì ở đây mật độ dân cư rất là đông, khu công nghiệp, khu trường học cực kỳ đông, rất là sầm uất. Và chúc mừng cô năm nay đã 52 tuổi mà vẫn lựa chọn đồng hành kinh doanh cùng với cô Zati. Và rất tuyệt vời khi hôm nay cô đã bán rất là nhiều ly trà sữa, trà hoa quả. Để Hoàng sẽ hỏi cô xem về trong cái không khí của cô ngày hôm nay sẽ như nào nha. Cô ơi, cô hỏi con nhờ gì? Cô ra đây, con nhờ cô tí nào? Cô bắt biểu tí nào? Đây. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Hòa, mẹ của bạn Cường. Ngày hôm nay thì cô đang tổ chức khai trương ở trường trung học cơ sở Phương Liễu của thị trấn Quế Võ Bắc Ninh. Thì ngày hôm nay cô có thể phát biểu cảm nghĩ của cô trong ngày khai trương hôm nay như nào ạ? Bán trà sữa này sướng lắm mọi người ạ. Bán trong vòng tiếng 2 tiếng thôi là được hơn 200 cốc. Cô già nhưng mà cô đi theo bọn trẻ này bán rất là vui. Hôm nay cô có thấy cái không khí anh em trong công ty Poza xuống hỗ trợ cô có tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Anh em cứ làm đi, sẽ có anh em trong công ty hỗ trợ. Không biết gì là người ta sẽ chỉ dẫn hết. Đấy, trong ngày hôm nay thì về cái số lượng đi trà sữa trà trái cây bán ra thì rất là nhiều như vậy, thì cô có cảm thấy vui và thấy yên tâm khi đồng hành cùng với cô ra không ạ? Đúng, rất là vui. Cái vô ba này là rất là tuyệt vời. Dạ vâng. Đấy, con chúc cô sức khỏe và có một cái niềm tin rằng là cái mô hình này sẽ giúp cô đạt được mục tiêu tài chính trong thời gian tới nhé cô nha. Chúc mừng cô. Ok bạn Du, chúng ta sẽ còn rất là nhiều cái dịp để khai trương tại những điểm bán tiếp theo. Đây là bạn cứ chuẩn bị năng lượng, chuẩn bị sức khỏe cũng như là chuẩn bị cho mình một sức gọi là một cái tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi nhá, vì thời gian tới chúng ta sẽ đi cùng nhau rất là xa, rất là nhiều. Đấy, hỗ trợ nhau để bán được hàng rất là nhiều. Em chào chị My Sinh nhá. Đó thì đó, nói bây giờ là gần 12 giờ rồi, anh em chúng tôi đã tổ chức bán hàng đó trong vòng 2 tiếng thôi, số lượng ly trà sữa, trà trái cây và cà phê bán phục vụ cho bà con ở thị trấn Quế Võ Bắc Ninh khoảng hơn 200 cốc rồi. Và trong buổi chiều ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ tổ chức 3 điểm bán quanh khu vực thị trấn này, khu dân cư và khu công nghiệp khi tất cả mọi người đi làm về. Đó, một mô hình rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà nó rất là cơ động, rất là linh hoạt trong cái vấn đề di chuyển, lựa chọn mặt bằng cũng như là tìm được cái phân khúc khách hàng của mình, giúp anh em kinh doanh thành công hiệu quả. Đấy, Hoàng và anh em trong team sẽ tổ chức khai trương trong tuần tới khoảng 2 điểm bán. Đó, với một cái mô hình rất là nhỏ gọn thế này thôi, chúng ta chỉ cần có
khoảng 2 mét vuông thôi, 2 tấm standy và một số dụng cụ về pha chế. Đó. Thì anh em đã có một cái mô hình kinh doanh thành rất là thành công rồi, rất là hiệu quả rồi, rất là cơ động rồi.